Xin chào mọi người. Em Thủy quay cho mọi người cây hoa hồng cổ Sapa, hàng phân khúc cực kỳ bình dân, giá mềm mại nhá. Giá rẻ hơn trong năm rất là nhiều luôn. Hồng cổ Sapa, thân tuyết của nó tầm 27 đấy ạ. Củ Sapa nhá. Củ Sapa đang mầm nụ chi chít này. Đang mầm nụ chi chít nha các bạn nhá. Đây. Củ Sapa. Hoa rất là đẹp. Hoa hồng cổ Sapa cũng được coi là một trong những bông hồng đẹp nhất. Bông hồng đẹp nhất. Cây này thì nó giá nó rẻ hơn thằng cổ Huế kia và giá nó thì rất là rẻ. Ưu điểm giá rất là rẻ, giá hợp lý. Em xem con này cao bao nhiêu này. Cao trên 2 mét. Cao trên 2 mét này, hồng cổ Sapa. Tán của cây này là tán dáng thông. Tán của nó giống dáng cây quất, cây đào, cây quất đấy ạ. Cây cực kỳ xinh luôn. Cây cực kỳ xinh luôn nha các bạn nhé. Hồng cổ Sapa. Đấy, cổ Sapa cao cây 2m2. Cao cây 2m2 nha các bạn nhá. Hoa thì đang mầm nụ chi chít. Thằng này em bán giá bao tiền? Chỉ có 2 triệu một cây cho các bác mua lẻ thôi. 2 triệu đồng một cây, một cây chỉ có 2 triệu. Cây này mà các bác không mua được nữa thì thôi luôn. Đây. Rất là đẹp này. Cây rất là đẹp luôn. Cây rất là đẹp nhá, hồng cổ Sapa. Gốc to đẹp. Hoa đẹp chưa các bạn ơi? Hoa rất là đẹp, rất là phê nhá. Một bông hoa này của nó nở nó khoảng 7 phân đến 10 phân. Cổ Sapa. Cổ Sapa là một dòng đáng trồng, đáng chơi nhá các bạn nhá. Là một dòng rất là đáng trồng, đáng chơi ạ. Hoa lụ chi chít luôn. Hoa lụ chi chít luôn. Gốc của nó khoảng khoảng 3 phân nhá mọi người nhá. Gốc của nó khoảng 3 phân. Phát thân thôi à. 20 40, phát thân 45 cm, 40 đến 50 phân. Phát thân 45 phân nhá, phát thân 45 phân. Gốc như thế này. Cây này chỉ có 2 triệu đồng nhá, hàng bịch vải, hàng thuần bịch nhá. Hàng thuần bịch nữa không sợ trột. Hàng này hàng bịch vải nên không sợ trột, không sợ hỏng cây nhá các bạn nhá, vận chuyển đi xa cực kỳ ok, cực kỳ đảm bảo luôn. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo điện thoại em Thủy là 0911 451210. Có thoát thân 1.5m không ai không em. Hàng này thì không có hàng thoát thân 1.5m đâu anh ạ. Hàng này hàng dáng này là dáng cây thông Loen, cây quất. Dáng của bọn này là được tỉa theo dáng của cây thông, cây quất, cây Loen đấy ạ. Giá này giá cực kỳ rẻ luôn. Nói chung là giá sẽ tùy theo từng thời điểm bán đấy mọi người nhá. Giá sẽ tùy theo thời điểm bán. Cây này nếu mà tháng trước em bán có thể giá nó là 2,5 triệu. Nhưng đến tháng này thì nó lại giảm xuống còn có. Tháng này nó giảm xuống lại còn có 2 triệu chẳng hạn. Nên bạn nào mà mua tháng trước mà 2,5 triệu thôi thì đừng thắc mắc mấy em nhá. Cái này cũng khó hiểu lắm, chuyện việc tâm linh không đùa đâu, không giải thích được. Bởi vì có những vườn người ta sẽ bán giá cao, có những vườn người ta sẽ bán giá mềm. Mà bọn em đi mua hàng ấy, thỉnh thoảng mới gặp được những vườn giá nó gọi là rất là hợp lý và giá nó siêu rẻ như này. Thì có thể bán cho mọi người với giá siêu rẻ, mình mua rẻ mình thì mình lại bán rẻ mà đúng không? Như năm ngoái này thì cây như này này, nhỏ nhỏ xinh xinh như này này, là đã xuất tầm 2,5 triệu rồi, 2,5 triệu một cây rồi. Nhưng năm nay cây nó to hơn rất là nhiều, cao cây rơi vào khoảng tầm 2,5 mét. Bọn này cao cây khoảng tầm 2,5 mét. 2,2 mét cho đến 2,5 mét mà giá chỉ có bao tiền? Mà giá chỉ có 2 triệu một cây cho khách lấy lẻ thôi các bác ơi. Ai ưng bọn này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi Zalo, số điện thoại của em Thủy là 0911 451210. Bọn này thì nó thoát thân thấp. Nó chỉ thoát thân khoảng 50 đến 60 phân thôi, 50 phân cho đến 60 phân. Hoa ly rẻ, quá là rẻ luôn ấy. Đấy, bóng tán nó khá là ok mà, bóng tán nó khá là ok luôn. Đây. Cây rất là đẹp. Hoa hồng cổ Sapa cũng là một trong những cái dòng hoa mà hoa đẹp nhất. Thơm đẹp, một trong những dòng hoa đẹp nhất đấy các bạn nhá. Cây này thì nó chỉ có một cái nhược điểm của nó thì là nó sẽ hơi khó tính hơn các dòng cây khác một tí, mình phải chăm kỹ hơn các dòng cây khác một tí nhá. Đây, cây quá là đẹp luôn. Đây,
Em còn khoảng 50 cho đến 100 cây nữa cho các khách đặt hàng nhá. Còn khoảng 50 cho đến 100 cây nữa hàng phân khúc. Phân khúc rất là bình dân này thôi. Cao cây 2m2 cho đến 2m5. Cao cây em xem nào. 2m2 cho đến 2m5 đấy ạ. Dáng cây thông Noel nhá. Cây này nhá, cây này các bạn về lên thằng này về lên chậu nó mới là đẹp. Thoát thân cao quá nhìn nó hơi lênh khênh. Những cây thoát thân cao quá thì mình lại phải trồng ở dưới đất và mình trồng qua bò tường thì mình mới mua cây cao. Chứ còn nếu mà mình không phải trồng qua bò tường thì không cần phải cây cao quá nha mọi người nhá. Con này đẹp này. Em con này đựng đẹp không? Đây. Con này đẹp thật, khách chốt rồi này. Khách chốt rồi đây. Bắt đầu mua hàng inbox cho em nhá, em xin phép tân like thôi.